Hello mọi người, ngày hôm nay của Pep sẽ là clip luộc chân gà nha mọi người. Đấy, ngày hôm nay mình cùng mới về đi mua chân gà ở chỗ nhà tạp hóa nha mọi người. Chân gà với rau xà lách với nước ngọt. Ngày hôm nay mình làm clip thì thiếu vợ rồi. Vợ Pep ngày hôm nay đi lấy củi nha mọi người. Đi lúc cái thì cũng quay được video cùng với Pep. Hôm nay Pep ở nhà cùng với con thôi. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà thì đốt lửa thôi mọi người nhé. Hôm nay mình làm clip một mình thì vừa đốt lửa vừa quay thì một mình cũng vất vả quá mọi người. Nếu mà vợ ở đây thì vợ đang luộc chân gà, còn đi Pep thì quay thôi, tại vì hôm nay thiếu vợ nha mọi người, vợ đi lấy củi rồi. Đấy, ngày hôm nay mình đốt lửa thì được rồi, bây giờ mình sẽ lấy nồi nha mọi người, nấu chân gà. Mình rửa cái nồi trước mọi người, tại vì nồi bị dở lắm, mình để lâu như này thì mình cũng rửa thì mình nấu thì ăn không được nha mọi người nhé, mất vệ sinh nhé. Con có thèm không? Thèm ăn không? Con có thèm ăn quả trứng không? Hả? Bông? Chưa chín đâu, bố đang nấu mà. Bố đang nấu kiểu chín thì cho con ăn được không? Đấy. Tại vì con thèm ăn rồi mọi người. Bông vừa bông á. Ôi, mình ngồi cân đưa thì khói lửa quá. Đấy, bây giờ mình sẽ rửa cái rau xà lách này mọi người. Rửa rau xà lách ăn chung với quả trứng mọi người. Hôm nay mình nấu chân gà thì mình bỏ vào trong đưa rồi. Đấy. Gì? Sao con? Đây, nhìn đi. Con có thấy không? Con có thấy mặt bố như nào không? Đấy, bố sắp ra nước mắt rồi á. Tại vì mình ngồi cân lửa mọi người. Ăn gì hả? Con ăn cái gì con?
Ăn cái gì mà ngon thế? Cho bố ăn một miếng được không? Đây, bánh con nhiều như này cho bố một bi được không con? Hả? Con có như mẹ không? Như mẹ không con? Như mẹ không? Đây, làm gì đây? Ăn đi, cứ ăn đi, ăn thoải mái đi không sao. Ngày hôm nay mình lấy nước mắm thì mình đổ vào đổ vào chén mọi người nhá. Đấy. Đổ vào chén này mình sẽ làm nước mắm thì mình ăn quả trứng mình sẽ chấm nước mắm ấy. Còn đây thì rau nhé mọi người. Rau đây mình cũng chấm nước mắm luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái ớt này. Ơi, đây nước mắm đây thì mình có quả trứng với rau xà lách thì mình ăn mình chấm nước mắm thì cũng rất là ngon đấy mọi người. Đấy. Thơm nha mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ mơ nắp thì mình xem kiểm tra quả trứng của mình nha mọi người. Nếu mà quả trứng thì đã chín rồi thì mình sẽ bóc cái nơi thì chuẩn bị ăn thôi mọi người. Đưa, 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 đưa. Cái này nước mắm á, đứng nghịch nhé. Không phải nước ngọt đâu. Hôm nay mình luộc trứng cá thì quả trứng của mình thì đã chín rồi mọi người nha. Bây giờ mình sẽ bóc cái nồi này, mình sẽ ăn ở chỗ đây, ăn quả trứng hai bố con. Tại vì hôm nay thì mình ăn quả trứng từ thiếu vợ rồi, vợ ấy bếp đi lấy củi nha cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ không nói nhiều nha cả nhà. Từ sáng mình chưa ăn gì hết thì cũng rất là đói bụng rồi. Bây giờ mình sẽ bóc cái nồi này nhá. Quả trứng của mình thì chín rồi. Bây giờ mình sẽ quay kênh để mọi người cùng xem. Ui, nóng quá. Đấy cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc cái nồi nhá cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình nấu trứng cá thì đã chín rồi mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn quả trứng thôi. Đây, trứng cá của hai bố con đang nấu đây mọi người. Wow. Mời cả nhà ăn nhá. Bông không?
cái nhà uống nước ngọt nhá. Con ít thì mình phải để lại con, khi nào con đói thì mình phải lấy quả trứng cho con ăn mọi người nhé. Đấy, mình ăn một quả mà chưa hết rồi mọi người. Đấy, hai quả rồi. Rồi mọi người, hôm nay mình làm clip ăn quả trứng thì cũng rất là ngon nhé mọi người. Mình lâu lâu thì mình ăn một lần thì quá ngon luôn. Tại vì hôm nay mình làm clip thì phía vợ thì ăn chung thì cũng hơi buồn lắm mọi người nhá. Đấy, ở chỗ ở nhà thì hai bố con thôi, ăn quả trứng thì không được hết mọi người, còn 2, 3, 4, 5 quả thì mình phải để lại cho con, khi nào con đói thì mình phải lấy con ăn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây. Nếu mà mọi người cũng thấy video thì hữu ích, nói chung thì video đây thì không bao giờ hữu ích, mình phải nói là hữu ích để mọi người cùng xem. Đăng ký kênh cho mình để Ipap có động lực sáng tạo ra video để mọi người cùng xem nha mọi người nhá. Bye bye.